Sáng ngày 7 tháng 4, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự kỳ họp có các đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Cao Viết Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, ban ngành trong huyện, cùng các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nêu rõ. Các nội dung do Ủy ban Nhân dân huyện trình được xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này đều là những nội dung hết sức quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện ở thời điểm trước mắt và lâu dài. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình dự án, mở ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Ngọc Lặc trong thời gian tới. Việc Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng hành cùng hệ thống chính trị của huyện trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định đối với 6 cái nội dung sau. Cái thứ nhất là quyết định chủ trương về đầu tư xây dựng công trình sửa chữa khắc phục đường giao thông từ trung tâm xã Thúy Sơn đi hai thôn Hoa Cao, Văn Sơn, xã Thúy Sơn. Hai là quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà lớp học, các trường, khu trung tâm xã Vân Am. Rồi xem xét ban hành đề án trồng cây Mỹ Thái và nuôi gà Thầy với 8 cây được thí điểm tại thôn mới, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2022-2025. Và xem xét ban hành cái đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2025. Cái thứ năm là quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà sàn truyền thống và cải tạo khuôn viên khu sinh hoạt cộng đồng thôn Lập Thắng, xã Thịnh Lập. Và cái thứ sáu là phê duyệt cái kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Ngoài ra thì trong đó còn một cái báo cáo về tổng hợp kết quả quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm C quy mô nhỏ. Để thưa quý vị đại biểu, với nội dung Hội đồng Nhân dân huyện xem xét quyết định tại cái kỳ họp lần này đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban huyện chỉ đạo chuẩn bị chú đáo chất lượng, được các ban Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp thẩm tra theo luật định, đảm bảo các điều kiện để kỳ họp thực hiện đúng như dự kiến đã đề ra. Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các quý vị đại biểu Hội đồng huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra kỳ họp, dân chủ, bàn bạc và thống nhất nghị quyết thông qua các nghị quyết. Với tinh thần đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện 20. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Với ý nghĩa đó, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đồng thời xem xét, biểu quyết các nội dung trong chương trình kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã cơ bản đồng tình với nội dung đã trình, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban ngành trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng mạnh dạn chỉ rõ những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, như tính pháp lý của việc triển khai thực hiện các công trình quy mô, diện tích nhà sàn truyền thống, giá cây giống và đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để các đề án được nhanh chóng triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Ngọc Lặc ngày càng phát triển. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 20 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục do thiên tai đường giao thông từ trung tâm xã Thúy Sơn đi hai thôn Hoa Cao và Vân Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khắc phục thiên tai, xây dựng nhà lớp học, các trường, khu trung tâm xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc. Nghị quyết về việc ban hành đề án trồng cây mít thái và nuôi gà thầy dưới tán cây thực hiện thí điểm tại thôn mới xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết về việc ban hành đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà sàn truyền thống và cải tạo khuôn viên khu sinh hoạt cộng đồng thôn Lập Thắng, xã Thạch Lập.
nghị quyết về việc duyệt kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ngọc Lặc năm 2022. Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện khẳng định, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này sẽ cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 là cơ sở pháp lý để các ban, phòng, ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ kịp thời cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các ngành theo chức năng nhiệm vụ cần thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường chức năng giám sát để các công trình, đề án sớm triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án, tăng cường giám sát việc thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, phong trào nhà sạch vườn đẹp, hàng rào xanh, trồng cây xanh nơi công cộng để tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng, chất lượng đất, nước, hiện trạng sản xuất cây ăn quả tại huyện, gắn phát triển theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, rà soát đánh giá phát triển diện tích trồng cây gai xanh, thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, định hướng đến năm 2035. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo nghị quyết được tổ chức thực hiện hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở nội dung đã được Ủy ban huyện chuẩn bị, thì ý kiến thẩm tra của ban hội đồng, thì các vị đại biểu cũng đã thống nhất thông qua 6 nghị quyết, trong đó xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, thống nhất ban hành 2 đề án nhằm hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp và kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Các nghị quyết lần này vừa được thông qua đều có vai trò quan trọng tạo cơ sở pháp lý để việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các dự án đầu tư đảm bảo theo quy định, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện trong những năm tới. Thưa toàn thể kỳ họp, ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã được thông qua, đề nghị cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng huyện, sự chỉ đạo sâu sắc kịp thời của Thường trực Hội đồng huyện, Ủy ban huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban Hội đồng huyện, Văn phòng Hội đồng dân, Ủy ban huyện với các cơ quan đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu nội dung và phục vụ kỳ họp. Cảm ơn đội ngũ phóng viên của Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện đã phục vụ đưa tin góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện 20. Xin trân trọng cảm ơn. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.